Supermovieviet.vn bán đích liên quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Anh em ơi, từ mới ra rồi, mưa thôi, quẩy luôn, còn chờ gì nữa hả? Nhưng mà chơi sao nhỉ? Con này chơi sao? Anh em chưa biết chơi sao? Xem clip này anh em sẽ biết chơi luôn. Ok, cùng trang phục bậc A ra cùng. Hoàng lão viên rất là cute nha. Những bạn gái chắc chắn sẽ thích chơi vị tướng Aya này, bởi vì nó nói nhiều, nó rất là vui tai. Thứ hai, đây là vị tướng duy nhất chơi một ngón được. Một ngón được anh em ơi, nếu anh em chơi theo kiểu là ngồi lên đầu tướng địch, à không, ngồi lên đầu đồng đội mãi mãi, thì anh em có thể là chơi một ngón rất là easy. Nhưng mà chơi con tướng này, ngồi ai? Ngồi lên đầu ai anh em ơi? Trao thân gửi phận cho ai? Đó là điều mà chúng ta phải bàn tới. Bởi vì nếu ngồi không chuẩn, nghĩa là nếu mà ví dụ như những cái bạn gái mà đi lấy chồng ý, ngồi không đúng nhà chồng, ngồi không đúng người, không cưới không đúng người ý, thì sẽ khổ. Còn nếu mà ngồi đúng người, cưới đầu đúng người thì sẽ sướng. Đấy. Ok, thì anh em phải phân tích nha, con tướng này không thích hợp với đội hình team quá lết đâu. Nếu mà lết thì phải ôm được cơ, nếu không ôm được thì sẽ rất là khó chơi. Con nó rất mạnh khi mà team có đội hình khỏe, đặc biệt những con tướng khỏe team. Ví dụ trận đấu này thì mình có Butterfly này, đó, có Airy này, nhảy giữa đội hình team bạn khỏe này. Nghĩa là những cái con tướng mà nhảy đội hình giữa đội hình team bạn khỏe để có thể phát huy hết sức mạnh ở chiều cuối. Chiều cuối nó rất mạnh chứ không hề phế như em nghĩ đâu. Nếu mà ngồi sai người thì nó sẽ phế, còn ngồi đúng người thì nó lại cực kỳ khó chịu. Và tất nhiên mình sẽ ưu tiên ngồi lên đầu của Butterfly. Đấy, để bạn ấy khỏe team. Nhưng trước hết anh em ơi, đầu game thì các bạn cứ ra hút một tí đam đây, đánh mình đi, đánh combo hết các kiểu đi. Bây giờ mình ngồi lên đầu, ui, ngồi nhầm đầu rồi. Cái pha này thôi ngồi AD, nhưng mình chắc chắn mình sẽ ra sớm bởi vì mình sẽ ngồi lên đầu bạn nào quẩy team. Pha này thì AD quẩy team, mình ngồi lên đầu AD. Đó, thả chuyên một ra, lựu cái mạng. Chơi rất dễ nha, ngồi lên đầu đồng đội, phát ra khỏi đồng đội bằng ấn bật nút biến về. Đơn giản cực kỳ anh em ơi. Bây giờ ngồi đầu Vector tiếp này, quẩy này. Đấy, ui lên luôn. Bật chiêu cuối lên, hóa cóc hết này, hóa pet hết anh em ơi. Đó, đó bạn Florentino rồi, ai đó không tấn công sẽ bị hóa cóc. Và bây giờ thì lại tiếp tục ngồi lên đầu của bạn Violet. Và Violet lại lựu mạng. Đấy, ngồi lên đầu ai, người đấy auto khỏe. Đó là cái khả năng buff của con thường AI này. Thực ra anh em chỉ nhăm nhăm ở một lên chơi AD, các bạn không phát huy hết chất tướng của con AI đâu. Anh em chỉ nhăm nhăm ngồi trên đầu một đồng đội, anh em không nhảy xuống, anh em cũng không phát huy hết chất tướng của AI đâu. Đó, nên là cần phải biết chọn cái đầu nào mà ngồi ở trong những trường hợp khác nhau thì mình phải ngồi người khác nhau nhé. Ví dụ đồng đội đang quẩy team do anh tổng thì mình cứ ưu tiên là ngồi lên đầu những con tướng của team trước, sau đó mới ngồi lên AD. Về AD thì sao mà an toàn mà anh em ơi. Thực ra ấy, anh em lên câu kéo một tí, nhảy ra đầu câu kéo một tí để câu đam. Chứ anh em mà cứ chỉ kiểu ngồi mỗi người đầu AD ấy, thì AD là mục tiêu bị săn thôi, bị sốc đam chết thôi. Mình có che được cái gì cho AD đâu, một tí rất là chiêu hai là không đủ đâu. Yên tâm, vào chiêu cuối là lo được. Tốc biến hay. Con này mình cũng thấy là cái nội tại bảo mệnh khá là tốt khi dưới 40% máu anh em ơi. Cái nội tại giúp mình có thể thoát chết được, cũng rất là ok. Con tướng bảo kê mình thấy là khỏe, khó chịu, nhưng mà vẫn phải cần đồng đội tốt nha. Con này mà đồng đội đánh phế quá ấy, thì coi như anh em cũng phế theo, rất là khó chơi. Mình vừa test đánh thường rồi, thực ra thì
mình vẫn thích đánh rank hơn, bởi vì đánh rank kiểu đồng đội biết chơi ấy, mình là chơi đều với nhau anh em ơi, đánh rất là dễ. Mặc dù rank cao thủ đầu mùa nhưng mình cảm thấy là chơi có đồng đội chơi tốt ấy rất là ngon, không sợ tướng địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không hiểu ý thôi. Thế là khi mình chơi con tướng này, cũng mong muốn anh em xem clip hiểu chất tướng của Aya. Và khi mà đồng đội chơi Aya là anh em biết khi Aya dùng chiêu anh em nên làm thế nào. Đấy, khi ngồi lên đầu rồi, có Aya ngồi đầu, anh em cứ tự tin mà chơi nha. Đặc biệt những con tướng tồi team như kiểu Butter, bởi vì khi mà lao giữa đội hình team bạn, Aya sẽ bật trượt cuối lên. Đó, những mục tiêu nào mà không bị Butter tấn công thì sẽ bị hóa thành con pet. Và những mục tiêu nào ví dụ Alistar dùng chiêu khống chế thì cũng có thể bị hóa thành pet. Đó, và bị mất chiêu cuối. Ở chung là mình cứ ngồi lên đầu của Butter thôi. Nhưng Butter lúc tấn công rồi, còn lúc Butter đi farm thì anh em lại đi bảo kê AD thôi. Không được bỏ D mãi nha, bỏ D mãi thì AD lại kêu đấy anh em ơi. Là SP đâu rồi, có SP như không. Đó, trận này thì mình có Butter đầu game mạnh, kiểm soát được được hai con bùa độc, bùa thần thần rất là ngon. Đấy, bị hóa pet ngay. Yên tâm nha, lại đi farm đi bà ơi. Bây giờ mình lại chơi với AD này. Khi các bạn nhảy lên đầu đồng đội là các bạn không bị chịu sát thương đâu, các bạn yên tâm nha. Ui nhưng mà sao AD làm gì vậy trời. Có hiểu bạn AD nha. Chơi này mình có chiêu cuối này. Lên luôn đi nha. Chiêu cuối mình có sát thương, mình có làm chậm ấy, khó chịu cực kỳ luôn. Đây là cái con này thì muốn làm chậm khó chịu hơn thì các bạn sẽ lên cái trang bị trữ băng sớm, giống như Alice anh em ơi. Nó sẽ phát huy cái khả năng làm chậm của chiêu 1 và chiêu cuối và những chiêu diện rộng thôi. Con này thì anh em đừng lên theo kiểu đam to quá nhá. Anh em hãy lên đồ semi cho Aya, những cái đồ mà có hiệu ứng ý. Bởi vì con này lúc ngồi lên đầu đội anh em không đánh thường được. Đó, nên không để anh em cho bằng giá đúng không anh em ơi. Các bạn lên trượng băng này, các bạn lên mặt nạ Berit này, Sexio này, những trang bị không thể thiếu cho Aya. Còn Ngọc Aya thì anh em muốn đam thì anh em lên Ngọc Phép, còn anh em muốn tanker thì anh em ngọc Ngọc Tanker đều rất là ok. Ở cho mình ngồi lên đầu là mình ok, mình chạy được mà. Trời, cái quần gì vậy AD ơi. Bạn chỉ cần cho mình ngồi lên đầu là mình thoát được mà. Làm gì mà cứ lé lé tít ra sau vậy. Đấy anh em ơi, đồng đội không có hiểu chất tướng của Aya. Aya chỉ cần ngồi lên đồi đồng đội này chạy được thôi. Nhưng mà pha đấy Valet Bob cực kỳ căng anh em ơi. Đấy, mình chăm sóc bạn đấy như thế, mình giúp bạn đấy như thế, thế mà lại thế, nên là mình sẽ thế nha. Thôi, bây giờ anh em đã hiểu cái câu mà chọn đầu mà ngồi chưa? Đó, ngồi đúng vị trí, ngồi chuẩn người, auto mạnh, nên là thôi. Butter thẳng tiến nha, đầu Butter thẳng tiến nha. Chỉ bị chơi là Butter, yên tâm, bạn không chết đâu. Đó, anh em thấy chưa? Trị liệu cấp cứu các kiểu Butter quẩy tim. Bởi vì ngồi lên đầu Butter thì những mục tiêu khác bị làm chậm, bị hóa pet mà. Thế là Butter việc là xử lý từng đứa một thôi. Thôi nha, bye bye AD. Mình đi theo tiếng gọi ở trái tim đây, trời. À, cái con này thì cái đồ phụ trợ ấy, anh em có nhiều sự lựa chọn. Nếu mà muốn búp chống chịu, búp sát thương cho chủ lực ý, hay là cho những người mình ngồi đấy, anh em dùng cái đồ phụ trợ cuối cùng đi. Đấy, búp miễn thương, búp giáp các kiểu rất là trâu. Còn những team bạn có những con tướng sốc đam thì anh em có thể lên cái đồ phụ trợ là cái giáp. Chung là nhiều kiểu lắm, khống chế thì mình lên cái giải thôi. Chứ mình thích cái kiểu này, mặc dù không giúp nghe trâu nhưng giúp đồng đội rất là trâu, bởi mình ngồi lên đầu đồng đội mà auto book cái nội tại đó cho đồng đội nha. Cho anh em thấy chưa, nghe theo tiếng gọi của con team thì tất nhiên là chuẩn bài thôi. Đó, anh em thấy chưa, khỏe dã man luôn. Ngồi lên đúng người, búp sức mạnh cho bạn đấy, tăng thêm 50% công lực. Đấy, mình lại còn ăn ké được chứ. Chứ ngồi lên AD đấy anh em ơi, bị bóp, mạng đâu mà chơi. Đặc biệt ngồi lên AD thì không phát huy hết được chiêu cuối đâu. Vì chiêu cuối phải có tướng địch xung quanh thì mình mới mạnh được. Đó, mà AD đứng tít sau, nhiều khi chiêu cuối của mình toàn vào không khí thôi.
Anh em tới nha, anh em hiểu nha, phải hiểu chất tướng của Aya thì mới chơi Aya được. Bây giờ mình nhàn rồi anh em ơi, ngồi trên đúng người nhàn thực sự luôn. Bây giờ chơi một ngón thôi. Nhưng mà thực ra thì chơi con tướng này mình vẫn quen tay, là nhiều khi gặp tướng địch mình cứ đánh thường, gặp trụ mình cứ đánh thường. Như kiểu như anh em xem clip Mô Việt ấy, anh em có cái kiểu là thấy mình chơi ấy, mình combat anh em cứ đánh thường, ấn kỹ năng như đúng rồi luôn. Rất nhiều bạn gặp trường hợp như đó nha. Và nếu anh em nào gặp thì anh em nào có giống như vậy thì nhớ comment bên dưới nha. FB tao đâu? Không. Không có đâu bạn ơi, mình đang nghe theo tiếng gọi của con chim. À không, con tim. Đúng người, ngồi đúng vị trí, ngay ngắn trên đầu của Butter, không có thay đổi đâu. Mình đã quyết rồi, con tim đã quyết rồi anh em ơi, không thể thay đổi được. Rồi bây giờ bật chung 2 chung của lên, khỏe thôi. Yên tâm là không khống chế được bạn đâu. Đấy, Butter cân một mình cân tất. Yên tâm là Butter cân được pha này. Anh em thấy gì chưa? Mình cân 4 đứa luôn, đồng đội chỉ việc chơi với Endo mà Endo cân đôi kìa. Đấy anh em, quá ghê, đó là về Butter top Việt Nam. Ok, tí bạn toàn thần đồng thôi. Và video clip Mô Việt chơi AI từ mới đến đây hết rồi. Xin chào anh em và bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.